triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam dẫn đến quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Việc xây dựng các khu đô thị mới, hệ thống giao thông công cộng và định hướng cấm vận hành xe máy tại các khu trung tâm năm 2030 đang là tiền đề cho sự phát triển của ngành xe đạp tại Việt Nam. Phong Xanh là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu xe đạp và phụ kiện lớn nhất thế giới, trong đó có Giant International, Wahoo và Continental. Đồng thời, Vòng Xanh cũng tự sản xuất và lắp ráp các sản phẩm xe đạp thương hiệu riêng và vận hành chuỗi bán lẻ phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu tăng trưởng từ 15 đại lý chính hãng và 6 cửa hàng lên 61 đại lý chính hãng và chuỗi 100 cửa hàng phủ khắp toàn quốc vào năm 2025. Quy mô doanh số tăng theo cấp số nhân hàng năm và đội ngũ nhân sự bán lẻ phình to tạo ra một áp lực quản lý và vận hành vô cùng lớn. Đây là một thách thức cho Vòng Xanh và đội ngũ điều hành. Covid có thể đặt ra những bài toán cần phải giải quyết trong ngắn hạn như làm việc từ xa và tương tác trực tuyến. Nhưng với chúng tôi, làm thế nào để quản lý được sự mở rộng quy mô lớn và nhanh chóng một cách hiệu quả nhất, tránh thất thoát và lãng phí mới luôn là câu hỏi chính. Nên bạn đang có một nhiệm vụ là phát triển với tốc độ hàng 100% mỗi năm thì bạn phải luôn chú trọng và áp dụng công nghệ vào quản lý vận hành và phát triển kinh doanh ngay từ những ngày đầu. Chúng tôi tìm đến Base qua làm việc với nhiều đối tác đã đi trước và có lẽ Base là giải pháp toàn diện nhất hiện tại trong các giải pháp quản lý vận hành doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đã triển khai gần như toàn bộ các sản phẩm của Baseworks Plus, HRM Plus, Info Plus cho toàn bộ hệ thống, bao gồm khối văn phòng, khối mạng lưới bán lẻ, khối bán sỉ và hậu cần. Tỷ lệ số nhân viên active trên Base hàng tuần của chúng tôi là trên 90%. Giải pháp HRM Plus giúp chúng tôi chuyên nghiệp hóa trong việc quản lý toàn bộ vòng đời của hệ thống nhân sự. Mỗi nhân sự khi đăng nhập vào hệ thống bây giờ thấy rõ vị trí, trách nhiệm và nhiệm vụ, hợp đồng, lương thưởng, chấm công và thăng tiến khi nhận thành tích của mình. Work Plus giúp chúng tôi đồng nhất quy trình, đảm bảo các việc phải làm được thực hiện đúng thời gian được cam kết và nhất là việc thực hiện quản trị theo mục tiêu. Chúng ta đều biết đỉnh cao của quản lý là làm thế nào để nhân viên tự chủ và chủ động thực hiện các việc phải làm. Ở Vòng Xanh bây giờ, cấp nhân viên đã bắt đầu thực hiện việc lập kế hoạch theo mô hình Balance Scorecard, tạo mục tiêu trên Base và check-in đã thực hiện các mục tiêu đó để nhận lương performance. Một doanh nghiệp sẽ triển qua 5 giai đoạn trong quá trình chuyển đổi số: khổ sở, triển khai, kháng cự, thói quen và hưởng lợi ích. Chúng tôi nhìn tổng thể đang ở giai đoạn giữa kháng cự và thói quen. Các bộ phận đã quen với công nghệ thì đã bắt đầu ở giai đoạn hưởng lợi ích. Sự quan trọng nhất đối với chúng tôi trong việc chuyển đổi số có lẽ là ban giám đốc phải là người cam kết, quyết tâm nhất. Thay đổi tư tưởng làm việc hình thành từ những nhiều năm thói quen trong phong cách làm việc truyền thống đòi hỏi và có sức ép từ bên ngoài và động lực từ bên trong. Nên chọn việc một số bộ phận đi tiên phong và dùng câu chuyện thành công của họ làm ví dụ nội bộ là một cách chúng tôi làm. Một quản lý khi nhìn quản lý khác hiệu quả hơn mình sẽ tự khắc làm theo. Còn từ ban giám đốc, chúng tôi phải tiên phong, nhắc nhở, gây sức ép và truyền động lực thường xuyên. Với Base, trong việc quản lý hiệu suất, chúng tôi đã bắt đầu bóc tách tất cả các bước của các quy trình và đưa lên Base. Chúng tôi đã bắt đầu có số liệu để được rõ đâu là những khu vực đang trì trệ và thiếu hiệu quả. Còn lại, các việc quản lý truyền thông nội bộ, quản lý nhân sự đã nhanh chóng đưa vào guồng. Chúng tôi cảm nhận rõ rệt tuy đang mở rộng theo khu vực địa lý, nhưng toàn thể công ty vẫn đang gắn kết và vận hành như một khối đồng nhất. Với tầm nhìn là nhà cung cấp xe đạp xe điện lớn nhất Việt Nam và sứ mệnh giúp cộng đồng nâng cao sức khỏe qua việc đạp xe, mục tiêu của chúng tôi là phải liên tục mở rộng mạng lưới và nâng tầm dịch vụ. Mục tiêu mở mới 100 cửa hàng tới 2025 yêu cầu quá trình chuyển đổi số của Vòng Xanh sẽ còn diễn ra mạnh mẽ trên 4 khía cạnh: con người, văn hóa, công nghệ và dữ liệu. Chúng tôi sẽ luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn từ nền tảng công nghệ và gắn bó sâu hơn với các đối tác như Base. Tôi mong muốn Base liên tục phát triển các giải pháp và hoàn thiện hệ thống sinh thái ứng dụng của mình vì chúng tôi phụ thuộc vào bạn.